Rồi, ngày mới cho Bi cắm miền quê. Chúc sức khỏe bà con mình nha. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục là đi thăm bảy mưu sinh ơi, cô chú anh chị. Đây bây giờ cũng vô, có lẽ là em thăm ở khu bên kia trước, khu bên kia có 47. Nhưng mà mình thấy có người rồi thôi, mình đi qua bên này mình thăm trước. Đây, bây giờ hành trình của em thì vẫn là chuột lúa, dưa leo và hai túi lưới nha, cô chú anh chị. Đó. Giờ mình tiến hành vô thăm cái bẫy đầu tiên. Cái này thì em mới chạy nền tiếng vừa rồi nha. Cái đầu tiên của khu này. Cái đầu tiên của mình còn chuột cô chú anh chị ơi. Còn khu này ở đây thì mình có 27 ha cô chú anh chị. Cái bẫy này em bắt cũng khá là nhiều, nhưng mà thời gian gần đây nó không chạy, không gầy cũng mấy cử rồi bà con ơi, gắn đeo. Rồi chiến hàng chuột mình hy sinh ha. Ở đây mình có một cái nữa bà con ơi, cái nền này thì quá xá là ok luôn nha, nhưng mà có đồ hay không thì mình còn chưa dám nói. Đây nè, phần này trắng là trơn này cô chú anh chị ơi, trời ơi nó trồi cái đầu ra ngoài luôn rồi. Đây con đầu tiên mà kiểu này nhưng mà em nó còn sống nha cô chú. Con này thì mình phải ốp máy mình cứu em nó ra cái mới được cô chú anh chị ơi. Ở trong này mình có một cái cô chú anh chị ơi, cái này rồi nó phải em hôm nay đặt lương luôn. Ngon lành ngon lành ngon lành ngon lành cái bẫy này rồi đắt. Thường thường anh em ta đặt anh em ta đặt bẫy cắn, còn mình đặt bẫy lương. Có con gì cho ngộ thế. Đây 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 đây. Ồ, hết có biết chưa, 8 cẳng 2 càng luôn nghe cô chú anh chị. Cái con cua rồi ơi, đặt gắn mà dính cua luôn mới ghê nè. Bên cái góc bên đây mình cũng có một cái nữa bà con ơi, cái này 3 chiến rồi. Hồi cấp trước nó dính một con khá là to. Hôm đó này 3 chiến rồi, mình chưa có bắt được con nào hết trơn. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình đeo nghe cô chú anh chị. Tại vì chiến đó nó cũng dính cái con hành hành nhất mà con hành địch. Rồi không biết nước có ngập không. Giống phần quá cô chú anh chị. Đúng rồi, đây này. Ồ rồi, phần trắng bên hông ở trên. Phần trắng bên hông ở trên bà con ơi. Đây. Ủa, phần trắng ở trên rồi gắn đâu. Nè, nè cô chú anh chị. Đó nghe tay em nè. Từ trên này dài xuống đây. Ê, đây, 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 còn gắn đây. Còn gắn đây. Rồi góc dưới này nữa nè. Để em coi nhiều khi cái cô chú mình không thấy. Đó, nghe ngón tay em. Rồi, đầu này nữa đây. Con này khá là ok cô chú anh chị. Đó, khá là ok ha. Rồi, tiến hành cho em nó ra bà con này. Rồi, hồi sáng tới giờ cô chú anh chị, anh nói cô chú anh chị mình đừng có cười em chứ. Chèo lên nung cái tổ ong ngày hôm qua. Nó quýnh cho mày gần 20 vít. Hồi sáng bà thím em bà gỡ ra tìm qua chứ, gỡ ra nó dính kim trong mình đều hết trơn nha. Rồi còn trong cái áo mình nữa, trong cái áo mình thì bữa nay cứ hồi cái nhột nhột cái lấy gan dít, hồi nhột nhột cái lấy gan dít. Đâu em?
gà. Ôi trời, đây nè cô chú anh chị, quả xá là phê nha. Con này hành nhất nha bà con, ngon lành cành đào. Chi phí ăn uống của em hôm nay thì em có nhà tài trợ rồi. Rồi đến giờ này thì mình được hai con nha cô chú anh chị. Đây cái bẫy tiếp theo của mình luôn cô chú anh chị ơi. Ôi, không hầm gì đâu mà quá trời hầm luôn cô chú anh chị. Không biết không, nó mưa cái bẫy của mình hôm nay lúa kìa dữ thế. Con gì, con gì mà nhìn da ngộ vậy. Trời, con găng lãi cô chú ơi, con găng lãi. Găng lãi bay lớn gì là cũng khá là ok nha cô chú anh chị. Ồ, cái này chắc có lẽ là con chuột mình nó hy sinh hay gì nè. Rồi gắn mối nó vô, anh vô anh xưởng gắn mối. Rồi để giờ lên đây tiến hành bắt ra luôn. Chuẩn bị nè em ơi. Nhìn kỹ lại coi phải con gắn lãi không. Làm cái nghề này làm biến mở bao, thành ra mình nhìn cho nó kỹ chút xíu an toàn cho mình nha cô chú anh chị. Nó thì cái loại này nó không có lớn con như những cái con gắn khác nha bà con. Nó chạng chạng cỡ này thì là cũng khá là lớn rồi đây. Đó. Rồi, vậy là đến giờ này thì mình được ba con bà con ơi. Hai con hành và một con lãi ha. Ơn trước mặt mình cũng có một cái nữa cô chú anh chị. Cái nền này em mừng bụng hết biết luôn nha mà thăm chiến rồi. Không có gì hết. Bởi vì nghe đặt bẫy mà những cái nền nó ưng bụng quá ha. Là cũng ưa thất vọng nha cô chú anh chị. Bẫy mình lắc lư nhẹ bỏng nhẹ bông nữa rồi. Rồi cái này chuột của mình nó chẳng còn ha. Còn gắn nó cắn cái còn nháy bệnh bệnh gì mà nháy kiều éo éo éo. Chắc có lẽ con gắn nó hơi bự, thành ra mình nhìn hoài mà mình chả thấy. Đây, cái này thì chiến vừa rồi thì dính được một cái con ngựa bích cái lợp của chú ơi. Chiến kỳ này nặng không? Trời, giờ cái bẫy thấy nhẹ te, thấy không khoái. Rồi. Rồi vậy là ở khu này thì mình còn 4 cái nữa cô chú anh chị. Còn 4 cái nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay ha. Mà cái bẫy chỗ này nè, em cứ quên hoài quên mãi. Đây, cái bẫy này thăm mấy chuyến trước ngon dữ lắm, ngon. Nó chạy có đồ khủng. Trời ơi, cái bẫy này im hết biết mà nở lòng nào nó chạy cái em hung ngựa coi nè tôi chú anh chị. Nhưng mà ngựa khu này là đó, ngựa cỡ này không nghe bà con. Hết biết cái con hung ngựa chưa. Chà bá lửa đấy. Đó. Ngon lành cành đào. Thôi kệ có gì dùng nấy. Bây giờ tiến hành bắt em nó ra luôn bà con ơi. Nhưng mà trước khi bắt em nó ra, đây, phe với bà con mình cái đã. Em mới vừa lụm được mấy cái trứng cò. Đây. Nói gì trứng vịt nghe cô chú anh chị. Đi ngay chân chỗ cái khu vườn hồi nãy gặp trong cái ổ, nhưng mà hai trứng này thì nó đẻ cũng lâu rồi ha, nó muốn đổi màu rồi. Đó, ngon lành cành đào nha. Đây giờ mình bỏ túi lại đem thôi nó bể. Hai trứng này đi về mình ướp la thì cũng được cử cơm nha cô chú anh chị, khá là ngon. Cái đó thì cũng là ông bà cậu cho.
để mình mở cái bao sẵn, tránh làm mất thời gian của cô chú anh chị mình. Cái khu này ngựa con nào con nấy hết có biết rồi cô chú anh chị ơi, nó chà bá lửa khắp. Chuẩn bị nè em ơi, chuẩn bị em gái ơi, tại đầu này nè em. Đừng bậy nghe. Đó đó đó. Ồ. Đó. Hết biết con ngựa của chú anh chị. Đó. Đây bậy. Bậy rồi. Đây kìa. Tàu rồi. Hung dữ ghê không? Hung dữ ghê không? Nó táp vô cái màn hình em chạy cho luôn cái màn hình luôn rồi cô chú đi anh chị ơi. Đây, thu phục được em đó ha. Giờ mình chở vô túi thôi. Để em thân hồi nó làm công chuyện nữa, bây giờ mấy con này nó ra và nó dậy đấy. Hết biết cái con hung ngựa. Nó vô cái nhìn cái túi của em nè. Ngon lành cành đào. Tới giờ này thì mình được 4 con nha bà con. Một con gắn lãi, hai con hữu hành và một con hữu ngựa. Đầu năm con chứ, hồi nãy có con hữu hành nó dính mà nó hơi nhỏ rồi xong xuôi em cũng không có quay luôn bà con ơi. Để khỏi làm mất thời gian của cô chú anh chị mình đó, rồi thành ra em bắt ra luôn. Và tới giờ này thì mình được 5 con nha. Rồi vậy là trước mặt mình còn một cái nữa là kết thúc chuyến thăm bản hôm nay luôn cô chú anh chị ơi. Đây rồi, vô gần tới trống luôn rồi cô chú anh chị ơi, cái cuối cùng của mình. Cái cuối cùng của mình mất tiêu rồi cô chú anh chị ơi, khổ thiệt chứ. Cái cuối cùng của mình rồi này, nó nằm xích khúc ngoài nhưng mà tiêu rồi. Rồi đây em sẽ tổng kết số gắn luôn cô chú anh chị. Cái túi này thì đôi khi thì mình đem theo mình đựng hổ, nhưng mà hôm nay thì mình đựng hai cái trứng vịt nha. Còn cái túi này thành quả hôm nay của mình cũng được là 5 con cô chú anh chị. 5 con, 5 con mà có một con ngựa và một con gắn lãi ha. Còn 3 con hành, hồi nãy em cũng có thả 1 con hành nữa. Còn lúa của mình thì còn nhóc đây. Đó. Lúa, chuột thì còn cá đóng. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip em thấy có thương, nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để em có động lực em làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.